Bên cạnh chức năng chiên xào là chức năng rã đông. Thay vì phải ngâm đồ đông lạnh thật lâu dưới nước rồi mới đem đi chế biến, thì với chức năng rã đông, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều. Nước sẽ được làm ấm nóng ở một mức nhất định. Mình sẽ cần bỏ đồ đông lạnh vào ngâm trong vài phút là đồ sẽ được rã đông nhanh chóng. Nếu bạn đang kiếm một chiếc bếp điện, đặc biệt là bếp từ đôi mà lại mang chuẩn châu Âu, thì đừng nên bỏ qua chiếc bếp từ đôi Loka này. Cùng theo dõi hết video để xem nó có gì đặc biệt nhé. Là một chiếc bếp không chỉ dùng lắp âm mà còn có thể lắp nổi được, nên bạn có thể lắp đặt linh hoạt chiếc bếp từ Loka này trong không gian sử dụng của nhà mình. Trong đó, với mặt bếp đen tuyền được làm từ kính Ceramic Euro Platinum sản xuất tại Malaysia cho khả năng chịu nhiệt, chịu lực tốt. Hai vùng nấu được thiết kế có họa tiết vuông vức, bề mặt có độ nhám cao. Nhờ vậy mình dễ nhận biết và khi đặt nồi chảo lên mặt bếp cũng không bị trơn trượt. Bếp này có công suất hoạt động cũng khá lớn nha các bạn, lên tới 4.800W lận. Chia đều ra mỗi vùng là 2.000W nếu sử dụng bình thường và lên tới 2.400W cho mỗi vùng nếu như sử dụng booster. Và để sử dụng được chức năng booster thì mình sẽ thao tác trên bảng điều khiển nằm ở chỗ này nè. Mỗi vùng nấu đều có một bảng điều khiển riêng biệt để thao tác. Mình chỉ cần chạm trượt là điều chỉnh được rồi. Thêm nữa, bảng điều khiển này còn có màn hình hiển thị và các chức năng được cài đặt sẵn nữa. Tùy vào từng loại món ăn mà trong lớp nấu nướng, mình có thể lựa chọn tùy chỉnh sao cho phù hợp. Riêng với chức năng booster thì mình thường hay dùng nó để nấu lẩu, canh, đun nước cho nó lẹ, vì nó sẽ đưa bếp lên mức công suất cao nhất trong vòng 7 phút. Như mình đã có đun thử 1 lít nước cho các bạn xem nè. Với chức năng booster, mình quan sát được khoảng chừng 3 đến 4 phút là nước nó sôi luôn rồi. Rất là nhanh đúng không? Đó, chức năng booster thì không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Cái này thì nó quá là quen thuộc với các bạn khi mà chiếc bếp hiện đại nào cũng đều có ha. Như là chức năng hẹn giờ tắt cũng vậy. Với thời gian hẹn lên tới 99 phút thì dư giả thời gian cho mình hẹn nấu các món ninh hầm rồi. Hay là chức năng khóa an toàn để tránh nhà có trẻ em bấm lung tung gây nguy hiểm khi mình không chú ý ha. Ngoài các chức năng quen thuộc này ra thì chiếc bếp từ đôi Loka này còn thu hút mình bởi những chức năng khác mà phải ở một chiếc bếp thuộc dạng cao cấp mới có được. Như đầu tiên là chức năng nấu cơm. Bếp sẽ mặc định nấu ở mức gia nhiệt 7, nhưng mà bạn vẫn có thể điều chỉnh mức nhiệt được để kiểm soát. Mình nghĩ các bạn vẫn đã dùng nồi cơm để nấu cho nó nhanh ha, đỡ mất công mình phải đứng canh là gạo nấu có bị tràn ra hay có bị cháy khê không. Cái này chỉ nên dùng trong trường hợp bất đắc dĩ là nồi nấu cơm nhà các bạn bị hư hoặc là không có nồi nấu thôi. Tiếp theo, các bạn có thể dùng chức năng chiên xào của bếp để làm các món như là cá chiên, rau xào, gà rán, v.v. Chức năng này sẽ hiển thị nhiệt độ cho mình nhận biết thay vì là các mức gia nhiệt. Nhờ đó mà mình có thể kiểm soát được lượng nhiệt độ tỏa ra từ bếp để thức ăn không bị quá nhiệt gây cháy khét. Bên cạnh chức năng chiên xào là chức năng rã đông. Thay vì phải ngâm đồ đông lạnh thật lâu dưới nước rồi mới đem đi chế biến, thì với chức năng rã đông, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều. Mặc định chức năng này sẽ ở mức gia nhiệt 2, nước sẽ được làm ấm nóng ở một mức nhất định. Mình sẽ cần bỏ đồ đông lạnh vào ngâm trong vài phút là đồ sẽ được rã đông nhanh chóng. Nói gì thì nói, có ưu thì cũng có nhược. Chức năng này sẽ hoạt động trong 30 phút và nếu như các bạn ngâm đồ đông lạnh quá lâu thì thực phẩm sẽ bị chín cạnh bên ngoài. Cho nên các bạn lưu ý là chờ nước nóng lên rồi thì chúng ta tắt bếp đi, sau đó hãy ngâm nha. Và cuối cùng là chức năng hâm nóng. Với 3 mức nhiệt độ 70, 80, 90, mình có thể giữ ấm đồ ăn sau khi nấu hoặc sử dụng để hâm nóng đồ ăn nguội lại để thưởng thức. Ngoài ra, bếp từ đôi Loka này còn giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối khi mà nó có những tiện ích khác như là công nghệ inverter tiết kiệm điện, tự ngắt khi quá nhiệt, nhận diện nồi thông minh khi không có hoặc đặt sai nồi, cảm biến chống tràn nếu như nước tràn lên bảng điều khiển và cảnh báo mặt bếp nóng, vân vân. Vậy là cũng đã xong hết về chiếc bếp từ đôi Loka này. Có một chiếc bếp từ hiện đại chuẩn châu Âu trong nhà thì còn gì bằng. Lắp âm hay lắp nổi đều được, giúp tiết kiệm không gian nè. Lại còn có những chức năng mà chỉ ở những dòng bếp cao cấp mới có thôi, thì chiếc bếp này cũng được tích hợp luôn. Chúng ta có thể tận dụng điều đó để trổ tài nấu nướng thôi cả nhà. Giá của nó thì cũng rất là ok, chi tiết mình có để ở phần mô tả. Và trước khi rời video thì các bạn ủng hộ Điện Máy Xanh một like, một sub ra nha. Bye bye.